là nhân viên của một quán nhậu trên địa bàn. Mỗi lần nhậu say, Đinh Văn Vũ, 39 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, thường xuyên bị chủ quán chửi bới, dọa đánh, nên nảy sinh ý định dùng bom xăng trả thù, nhưng lại ném nhầm người. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử Đinh Văn Vũ về hành vi giết người. Theo cáo trạng, khoảng tháng 8 năm 2020, Vũ làm việc tại một quán nhậu ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Vì không chịu được sự chửi bới, đe dọa của chủ quán mỗi lần nhậu say, Vũ nghỉ việc và lên ý định trả thù. Tối ngày 6 tháng 8 năm 2020, Vũ đi nhậu say để lấy dũng khí tìm chủ quán giải quyết mâu thuẫn. Khi đến nơi trọ của người này, Vũ lớn tiếng đe dọa và bị thách thức, nên dùng bom xăng chuẩn bị sẵn ném vào phòng trọ, nhưng lại trúng anh Quy, một thanh niên khác ở cùng dãy trọ. Hậu quả, anh Quy bị bỏng nặng và thương tích 12%. Hành vi ném bom xăng của Vũ được đánh giá có tính sát thương cao và gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng. Vì bị hại không chết là nhờ được cấp cứu kịp thời. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Đinh Văn Vũ 9 năm tù về tội giết người.